Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn lại quay lại với công ty Nhạc Việt. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục giới thiệu cho các bạn một bộ micro đặc biệt của hãng Micro. Hôm nay là một bộ micro dành cho các bạn ca sĩ yêu thích sự tự do, dành cho những cái ca đoàn hay là đoàn hài kịch hoặc là những ca sĩ chuyên nghiệp. Như các bạn, chúng ta thường chọn micro thì tất nhiên là không có ai mà muốn chọn cho mình một bộ micro không có thương hiệu cả. Tại vì cái micro là nó là cái đầu vô đầu tiên và rất là quan trọng. Ví dụ như các bạn đi làm mà ví dụ chủ nhà lên vừa phát biểu mà cái sóng nó giật giật, các bạn nghe cũng kỳ lắm. Hoặc là cái micro mà tiếng nó mỏng dánh mà các bạn đẩy lên tí là nó hú thì nó cũng kỳ lắm. Nên bởi vậy hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ micro, cái đầu của thương hiệu Micro, một trong những top 5 thương hiệu micro nổi tiếng trên thế giới. Lại sát gần đây. Và tất nhiên bộ micro này đặc biệt về chất lượng và cũng đặc biệt về giá luôn, cho các bạn biết tới ha. Đây là bộ micro cài đầu, sẽ bao gồm một cái bộ nhận như thế này. Đây, bộ nhận là ACT717B nha các bạn. ACT717B. Bộ nhận một kênh, một cái headset ACT72T. Đó, là cái bộ này bao gồm một đầu nhận và một cái headset thì sẽ có giá đặc biệt là 5 triệu nha các bạn. 5 triệu, giá rất là đặc biệt. Nếu các bạn không tin là giá đặc biệt, các bạn có thể lên Google gõ những model này nè, thì nó sẽ có cái giá bao nhiêu tiền đó, các bạn nhân lên, các bạn sẽ tự biết được đồ này công ty Nhạc Việt để cho các bạn giá ưu đãi như thế nào. Hôm nay nhân tiền mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái micro cài đầu. Bây giờ mình sẽ cài nó vô đây. Hoặc là túi trước túi sau thì cũng được các bạn ha. Đó, dễ dàng. Rồi, cài. Đây là dành cho những ca sĩ yêu thích sự tự do. Đó, hoặc là các bạn nào mà hát đó mà cần hai tay để chúng ta khiêu vũ hay là chúng ta diễn giải gì đó. Đó là như vậy, rất là dễ. Là cái này thì chúng ta có thể có kéo dài ngắn nó được này. Đó, tùy theo cái hình dạng đầu của chúng ta to nhỏ ha. Bây giờ mình sẽ alo cho các bạn nghe thử luôn nha. Đây. Mình nói thật là tiếng rất là dày, tiếng rất là chất lượng. Hey. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay 6, 7, 1, 2 đó. Chúng ta khiêu vũ với ai đó, có ai đó, có bạn gái hay ai đó. Đó, hay 6, 7, 1, 2, đó. À, khi chúng ta thêm cái mic cài đầu này là 2 triệu, nó có giá như một cái chiếc micro dây. Chất lượng thì hoàn toàn đảm bảo. 2 triệu cộng với 5 triệu là 7 triệu nha các bạn. Đến công ty Nhạc Việt và... gặp tính nha. Xin chào các bạn.